chia sẻ cho các bạn cách để phân biệt 6 tài khoản TikTok để chúng ta biết rằng tài khoản của chúng ta đang ở thể loại nào và cách khắc phục ra sao thì chúng ta sẽ xem video clip tiếp theo nhé. Tài khoản số 1 là tài khoản zombie hay còn gọi là tài khoản chết. Thông thường khi mà chúng ta up video clip lên hoặc chúng ta làm những cái video clip chia sẻ, lượt xem của nó dưới 100 lượt xem, gọi là 100 lượt view, thậm chí có lúc chỉ có 10, 20 hoặc là 3, 4 view mà thôi, thì đó là một tài khoản mà nó không đề xuất nội dung của mình ra cái tệp bên ngoài, mà nó chỉ đề xuất với những cái người follow ở bên trong và thậm chí rất ít. Từ tài khoản thứ hai là loại tài khoản ăn mày. Tài khoản ăn mày là loại tài khoản có lượt view cho mỗi video được xem tầm khoảng từ 100.000 đến 200.000 đổ xuống, và thường nó sẽ không vượt qua được cái mốc này. Thì đây là một loại tài khoản mà đang được xem xét thôi, chứ nó chưa có cái gì gọi là mới lạ hoặc là đột phá về nội dung, nên cái con robot của TikTok ấy nó đang xem xét nội dung của các bạn có gì hay không, vậy cách khắc phục như thế nào thì hãy xem video clip tiếp theo. Loại tài khoản thứ ba đó là tài khoản dân buôn. Tài khoản dân buôn là tài khoản đơn thuần như việc mà chúng ta chia sẻ và chúng ta buôn cái này, chúng ta bán cái kia như vậy. Nhưng các bạn hãy nhớ nha, luật trên TikTok là không giới thiệu sản phẩm, nhớ. Đây là cái tên gọi mà Mỹ Anh chia sẻ để các bạn phân biệt thôi. Thì tài khoản dân buôn là tài khoản có lượt view cho mỗi video mà chúng ta up lên, nó chỉ dao động từ khoảng 300 đến 600 lượt view và nó không vượt ra được khỏi cái mốc đó nữa. Thì đây là một cái tài khoản mà chúng ta buôn bán kiểu như vậy, mọi người nhớ, gọi là bán theo kiểu truyền thống mà chưa có một cái kỹ thuật hoặc kỹ năng gì cả. Và chúng ta qua cái loại tài khoản thứ tư, đó là tài khoản của doanh nhân. Thì tài khoản của doanh nhân hay còn gọi là tài khoản dành cho những người kinh doanh chuyên nghiệp, có bài bản, có quy trình, có công thức, thì thường nó có lượt view tầm khoảng 600 cho đến 1.000 lượt view trên mỗi video clip up lên. Và tài khoản thứ năm là loại tài khoản doanh nhân. Tài khoản doanh nhân là tài khoản có lượt view tầm khoảng từ 600, 800, nó dao động cho đến khoảng 1.000 đến 2.000 lượt view. Thì đây là loại tài khoản mà đang được cái con robot của TikTok nó xem xét về nội dung khá là hay, có sự sáng tạo và nó bắt đầu đề xuất ra cái tệp ở bên ngoài, cái tệp follow của các bạn. Và đây là tài khoản mà chúng ta cần đầu tư hơn nữa về nội dung, chất lượng hơn nữa về video clip thì chúng ta sẽ được cắn đề xuất. Và tài khoản thứ 6 là tài khoản thứ 5 là tài khoản chuyên gia. Tài khoản chuyên gia thì thường sẽ có lượt view là từ khoảng 3.000 đến 10.000. Vậy khi mà chúng ta chạm được cái mốc 10.000 lượt view trên một video clip thì đó là tài khoản có nội dung đã được cắn đề xuất của TikTok và nó bắt đầu phổ rộng ra cái tệp ở bên ngoài trong cái tệp follow của mình. Vậy thì tài khoản của bạn đang thực sự có chất lượng, hãy đầu tư hơn nữa để bạn nâng lên được những cái lượt view cao hơn. Và tài khoản số 6 là tài khoản ngôi sao. Và đây là tài khoản cao nhất, là tài khoản có giá trị và trao đi rất là nhiều điều bổ ích trên cái kênh của mình, là tài khoản có những cái lượt view rất cao từ khoảng 20-30 ngàn trở lên cho đến thậm chí 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn và hàng triệu view. Thì đó là những tài khoản vô cùng xuất sắc và nó được TikTok rất là yêu mến và được xếp là những cái nội dung sáng tạo, và bạn sẽ mở một cái lượt follow rất là khủng trên những cái video clip như vậy. Vậy bạn đang thuộc vào những loại tài khoản nào trên TikTok của mình, hãy comment xuống bên dưới để Mỹ Anh cùng chia sẻ những video clip mà chúng ta sửa chữa nhé. Nhớ